Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về cách tính tiền phần mềm toàn cầu dùng cho mô hình karaoke. Thì bây giờ mình sẽ mở phần mềm lên, mình sẽ mở phần mềm lên, mình hướng dẫn cho các bạn về cách tính tiền của phần mềm bán hàng toàn cầu dùng cho mô hình karaoke. Mình sẽ mở phần mềm lên. Rồi, cứ quyền là đăng nhập của mình admin hay là nhân viên bán hàng tìm mình ha. Mật mã anh số 1. Ok, đăng nhập vào. Đây là nó bung lên cái giao diện trang chủ của phần mềm của mình. Giờ mình chỉ đơn giản mình hướng dẫn cho các bạn cứ tính tiền tiền giờ karaoke thôi, tiền vô bán hàng. Karaoke này thì tùy theo cái mô hình của từng nơi và mình sẽ set up theo từng lầu hay từng khu, một khu bao nhiêu phòng thì tùy cái số phòng và số khu này nó không giới hạn. Một khu là bao nhiêu phòng bình thường thì tùy mình set up. Thì hiện tại mình demo cho các bạn xem, đơn giản nhất là mình sẽ làm một khu và một khu có 8 phòng. Như vậy ví dụ như mình khách hàng vào sẽ vào phòng số 1 thì mình sẽ mở phòng số 1 lên. Ở trong này thì nó có thức uống và thức ăn. Thức uống thức ăn này thì nhóm thức uống và thức ăn thì cái nhóm này không giới hạn và cái món ăn thức ăn thức uống này cũng không giới hạn, tùy mình cài thôi. Ví dụ mình sẽ mở phòng số 1 lên thì khách vào thì bắt đầu vào lúc giờ nào thì muốn tính giờ rồi mình sẽ lưu như vậy, thì lúc đó thì nó sẽ tự động tính giờ bắt đầu từ bây giờ. Thì tổng số tiền bắt đầu tính là 1.500 một phút và ngày vào là 29 tháng 7 2016, giờ vào lúc 11 giờ 22 phút và thời gian hát là 0 giờ 0 phút. Thì từ lúc này cái phòng số 1 bắt đầu tính tiền giờ khi mình bắt đầu vào mở phòng. Rồi phòng số 2 bắt đầu tiếp tục cũng khách vào phòng số 2 cũng như vậy, mình cũng bấm tính giờ lưu lại bình thường. Rồi phòng số 1 khách hàng sẽ kêu thức uống và thức ăn thì mình cũng mở số 1 lên bình thường. Rồi ví dụ như khách hàng kêu như là Heineken là 10 Heineken, mình sẽ bấm số lượng 10, bấm vào Heineken. Thức uống thức ăn kêu khô mực 1, trái cây 1, rồi mình bấm lưu lưu bằng lại. Thì nó sẽ tự động tính và thời gian của phòng số 1 bắt đầu là sẽ là 1 phút đầu tính tới. Và tổng cộng tiền hiện tại tới bây giờ là 503 à. Tương tự như vậy phòng số 2 kêu thức uống, mình cũng bấm vào phòng số 2. Vậy là kêu bia Tiger 24, bấm số 2 4 bấm vào Tiger. Và nước suối 1. Rồi cũng kêu thuốc Z như thuốc Z 1. Tương tự như vậy thì mình cũng bấm lưu vào lại. Tương tự như vậy. Thì bấm xong thì tiền giờ sẽ tự động tính. Tương tự như vậy mình sẽ khách vào tiếp phòng số 7, mình cũng bấm tính giờ lưu lại bình thường. Thì cái phòng nào mà nó có hiện cái màu đỏ là phòng đang có khách đang ngồi hát karaoke, và phòng nào màu xanh nghĩa là phòng đang trống, mình có thể giới thiệu và hướng dẫn khách vào phòng nào đang trống và cái thời gian của cái phòng nào đang hát bao nhiêu phút bao nhiêu tiếng thì nó sẽ hiện lên vào vào ngày nào và tổng số tiền bao nhiêu, thì tất cả này hiện ở trong hình trên mình trước mặt cho mình xem. Rồi tương tự như vậy và số 7 từ nãy giờ người ta chưa kêu thì mình sẽ bấm, khi khách hàng gọi thức uống mình cũng bấm lên để chọn thức uống như vậy, như kêu là nước suối 5 bấm 5 nước suối. Rồi thức ăn trái cây 1 và xì nát 2, bấm 2 lần cũng được, 1 2, mình cũng lưu vào lại bình thường. Trường hợp mà người thu ngân đang lu bu làm việc gì đó mà cái phòng đó người ta khách đã vào rồi đã quá 10 phút nhưng mà lúc này mình mới mở phòng ra nhưng mà người ta đã hát 10 phút rồi thì mình cũng có thể nhập vào được. Ví dụ như phòng số 4 đi, đã vào lúc là bây giờ hiện tại là 11 giờ 25 mà khách vào lúc 11 giờ, giờ mình phải vào thì mình bấm số 4 lên, bấm tính giờ rồi bấm chữ giờ vào, bấm 11 giờ 00 mình chọn, mình cũng lưu vàng lại. Thì lúc đó là sẽ vào số 4 vào lúc 11 giờ đúng, thì đang hát là lúc 25 phút, tương tự như vậy.
Mình cứ bấm vô chọn thức uống, thức ăn, rồi mình cũng bấm sẽ lưu lưu bằng lại bình thường, lại bình thường. Rồi trong trường hợp này thì khách hàng tự chuyển phòng thì mình cũng bấm chuyển phòng bình thường, như là chuyển, bấm chuyển phòng, chuyển bàn, bàn số 4, bàn số 8, mình cũng chuyển bình thường lại. Ok, đó là cái mình đơn giản. Rồi trường hợp mà khách hàng gọi món hay mình cài thêm món mới bất kỳ nào đó thì mình cũng mở một bằng một phòng bất kỳ lên, rồi mình bấm nút chỉnh sửa, list vô cái mặt hàng cần sửa giá, mình sửa lại giá 15 ngàn lưu, và cài thêm một cái món thức uống mới cũng như vậy, chỉnh sửa list chỗ trống này, cài thêm một cái món mới thức uống mới, như là cài cà phê, phê đá giá 18 ngàn lưu. Mình cài xong cà phê đá bình thường tương tự như vậy, thức ăn cũng vậy, một cái mới như vậy, chỉnh sửa lấy chỗ trống này, mì xào hải sản đi, rồi giá tiền bao nhiêu mình lúc ở đây như 70 ngàn lưu. Rồi mình sẽ hoàn thành một món cài món mới bình thường như vậy, đơn giản. Rồi rồi trường hợp ví dụ như là tính tiền cái phòng karaoke nào thì mình cũng mở bình thường, như là tính tiền karaoke phòng số 8 đi, mở lên số 8 lên, số 8 là hiện tại tiền giờ là 42 ngàn, Tiger là 3, Bull 1 và trái cây 1 ở tính tiền. Nếu như Tiger kêu 3 mà trả đi 1 thì mình list cho Tiger mình trừ đi 1, còn là 2 mình thanh toán. Rồi đúng giờ người ta đúng là 11 giờ 27 phút, đồng ý. Rồi đồng ý thì nó ra cái order, mình sẽ in view màn hình, ra karaoke V Club sự đồng này, số order phòng, thời gian vào là 42 28 phút là 42 ngàn, tiền thức ăn thức uống xong, tổng số tiền là 241 ngàn. Thành nó lên tiền để phân biệt tách ra tiền giờ riêng và thức ăn thức uống riêng ra như vậy. Khi mình lên tiền xong thì cái phòng số 8 nó trở thành một cái phòng trống, thì lúc này thì Thu Ngân có thể là mời khách vào cái phòng số 8 tiếp tục như vậy. Giờ mình khi mình tính tiền xong thì mình muốn xem lại những cái hóa đơn đó, hóa đơn nào thì mình muốn in lại hóa đơn. Hiện tại mình tính một phòng mà muốn in lại thì cũng bình thường, in lại lại hóa đơn. Khi mà khách làm mắc còn làm mắc khuyến xin thêm hóa đơn thì in lại bình thường, thì in lại hóa đơn thì lúc đó hóa đơn nó sẽ dưới cái hóa đơn nó có một cái bản sao hóa đơn, mình xem bình thường vậy. Rồi mình muốn xem lại cái doanh thu mới bán được phòng đó thì cũng vô đây, vô trang chủ vụ báo cáo, thì báo cáo này nó hiện tất cả những cái báo cáo, cái thư mục báo cáo, ví dụ báo cáo thằng này cái mình muốn xem, muốn in ra bill là mình chọn cái in hóa đơn, còn muốn xem trực tiếp vô giờ màn hình máy tính thì chọn bên laser. Thì báo cáo có nguyên năm, báo cáo nguyên quý, tháng, hôm nay hay bất kỳ ngày nào, giờ hôm nay đi, doanh thu ngày hôm nay, lấy doanh thu, doanh thu theo ngày thì sẽ hiện lên là doanh thu theo ngày 42.000 tiền giờ, 199.000 tiền hàng, tổng số tiền là 241.000. Muốn biết chi tiết thì mình vô chi tiết, sẽ chi tiết theo nhóm hàng. Đó đây, năm nay Red Bull bán được 1, Tiger 2 và tính tiền giờ và trước cài, tính tiền karaoke rất đơn giản, đơn giản. Đây mình chỉ việc là chọn phòng rồi tính giờ xong lưu. Khi khách gọi thức ăn thức uống mình chỉ việc mở phòng lên rồi nhập những cái thức ăn đồ uống mà khách hàng cần gọi, và sau mình cũng lưu rất đơn giản. Tiền giờ tự động tính và lúc tính tiền, tiền giờ cũng tự động tính. Khi hoặc là mình trừ món, bớt món hay số món gì đó rất đơn giản, thì cái trừ món số món này thì mình sẽ phân quyền theo từng cấp bậc khác nhau. Khi quy định của quán là chỉ cho nhân viên bán hàng không, không được làm gì hết thì chỉ bán hàng, có quản lý mới được chỉnh sửa hay là thêm món bớt món giảm giá thì mới được, thì lúc đó thì mình phân quyền lên, thì từ tùy theo cái quyền hạn của mỗi người. Thì cái giao diện bán hàng này rất đơn giản. Đó, thì mình giới thiệu qua cái cách tính tiền karaoke của phần mềm bán hàng toàn cầu, rất đơn giản.
Nhưng mình muốn tạo thêm phòng cũng vậy. Thì hiện tại có mình có 8 phòng, muốn thêm một phòng nữa thì mình vào sẽ đăng chỗ này. Ok, đặt vừa là cái sơ đồ vàng này. Rồi mình sẽ thêm thêm vàng. Là mình chọn phòng số 9. Rồi mình cũng xong. Mình lưu ở số 9 này. À, mình muốn to rộng rồi đó, mình sẽ cho cái này hiểu lên. À, mình sẽ xong mình lưu xong là mình số 9 xong. Thì khi mình tạo phòng số 9 xong thì phòng số 9 là nó chưa add tiền giờ vào, thì sẽ add một tiền giờ về phòng số 9. Ok, đặt này. Ok, đặt rồi mình định giá tiền giờ. Rồi nó có hai loại, ban ngày và ban đêm. Thì ban ngày thì từ 6 giờ đến 23 giờ đêm, ban đêm qua khuya là từ 00 giờ 5 giờ sáng lại. Thì mình chọn cái phòng, mình chọn thêm phòng số 9 vào nữa. À, số 9 vào. À, thêm số 9 tương tự như vậy. Chọn cái mốc tiền giờ, chọn phòng. Thêm một phòng số 9 vào. Lúc nào phòng số 9 sẽ tự động tính tiền giờ cho mình. Như vậy. Còn muốn sửa lại cái giá tiền đơn giá của từng cái loại phòng hay là cái ngày khuya thì vô chọn cái mức ngày khuya đó mình chi tiết, mình bấm nút sửa này, mình sửa lại cái đơn giá, lấy số tiền mình chia cho 60 phút là đơn giá, nhập vô đây mình lưu lại. À, sửa xong đơn giá rất đơn giản. Cái phần mềm này nó sẽ hỗ trợ cho mình dùng cái order tablet hay là máy tính bảng từ xa, hoặc là mình sẽ dùng sau này nếu mà mình nhận khách hàng thôi. Còn nếu như trường hợp khách hàng có một quản lý kho hay là kho định lượng thì phần mềm có và tính lãi lỗ luôn. Đó. Thì này nó có đầy đủ hết cái tính năng đó, thì mình giới thiệu qua cách bán hàng đơn giản thôi. Thì những khách hàng anh chị nào mà đã dùng phần mềm karaoke của toàn cầu rồi mà quên cách tính tiền giờ, cách nhập món, cách bán hàng hay là xử lý tiền giờ thì có thể liên hệ với số kỹ thuật là 0909 77 41 23, thì mình sẽ hỗ trợ hướng dẫn, hoặc là mình lắp TeamViewer từ xa mình sẽ nhận trực tiếp. Còn khách hàng nào mà chưa mua phần mềm muốn tìm hiểu tính năng phần mềm để mua thì sẽ có thể là lên tham khảo đến website của mình là phần mềm toàn cầu.vn hoặc là máy tính tiền toàn cầu.com.vn để xem chi tiết hơn và rõ ràng hơn những tính năng được phần mềm. Và mình có thể là đưa phần mềm dùng thử qua cho khách hàng dùng thử miễn phí trong vòng một tuần hoặc là nửa tháng. Khi ok thì mình mới cài đặt chính thức phần mềm phiên bản lên sân. Thì hôm nay mình cũng xin tạm dừng lại. Cảm ơn các bạn và anh chị đã theo dõi cái clip hướng dẫn bán hàng của phần mềm toàn cầu dùng cho mô hình karaoke. Xin